Xin chào các bạn nhé. Hôm nay là 12 tháng 5, ở thành phố Hồ Chí Minh có mây ngũ sắc nha các bạn. Mình mời các bạn cùng ngắm những bức ảnh mây ngũ sắc tuyệt đẹp của Sài Gòn nhé. Như một bông hoa hay một đài sen. Cảm ơn các bạn, nếu các bạn thấy đẹp và hay thì hãy bình luận và comment cho mình cùng biết với nhé.